À, xin chào các bạn nhé. À, các bạn ơi, hôm nay vào bếp cùng mình làm món gỏi cuốn nhé. Thì nguyên liệu của mình gồm có này. Trứng thì mình đã rán nhé. Mình đã thái sẵn này, trứng này. Mình làm này cho 3 người ăn nhé bạn ơi. Và thịt 3 chỉ luộc nhé. Cái này thái to hay nhỏ là tùy mọi người nhé. Món không thể thiếu được đó là tôm các bạn ơi. Tất cả nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn này để cho nó nhanh rút ngắn công đoạn. Và nhà mình thì ăn rau kèm theo đó là cà rốt nhé. Cà rốt này và dưa chuột này. Và rau salad nhé. Ở bên này mua rau rất là hiếm các bạn ơi. Ở trong cái lúc này mua rau rất là hiếm nên là mình chỉ có rau salad thôi. Và một ít bún này cũng đã luộc sẵn này. Và bánh đa nem nhé. Thì nguyên liệu mình đã chuẩn bị sẵn hết rồi đây rồi. Thế còn là phần nước mắm nhé. Thì bây giờ là mình pha cho 3 người ăn này. Mình cũng đã chuẩn bị nước mắm ở đây các bạn ơi. 200 ml nước lọc này. Và nửa quả chanh này. Tỏi và ớt mình đã băm sẵn nhé. Có 3 nhánh tỏi và một quả ớt. Cái này thì tùy thuộc mọi người nhé. Và 3 thìa đường các bạn ơi. 3 thìa đường và 2 thìa mắm nhé. Đây, bây giờ mình sẽ đổ vào bát là mình pha phần nước chấm đấy các bạn ơi. Nước cốt chanh này. Nóng này. Đây là nước lọc nhé. Sau đó mình ngoái đều lên. Cái phần ớt này thì mình sẽ cho sau nhé vì nhà mình có em bé. Mình đổ phần tỏi này. Rồi nhé, phần nước mắm mình đã xong nhé. Bây giờ mình chuyển sang phần cuốn gỏi thôi. Mình sẽ làm ướt cái bánh đa này nhé. Rồi bắt đầu mình cho rau này. Rồi mình cho trứng này. Mình cuộn vào một chút đã. Xong rồi mình cho thịt này. Rồi cứ thế nhé. Bắt đầu mình cho tôm này. Mình gập hai đầu các bạn ơi, gập hai đầu nhé. Mình ấn ấn chặt tay này, cuốn chặt tay này. Đó, là mình được một cái nhé.
Đây nhé, tất cả các bạn ơi, mình đã cuốn xong nhé. Cũng rất là dễ làm. Cái này thì tùy thuộc vào gia đình mỗi người nhé. Thích cho gia vị kiểu gì thì tùy chọn, tùy cho nhé. Thôi mình xin kết thúc video ở đây nhé. Xin chào các bạn, hẹn các bạn ở video sau nhé. Xin chào.